Theo tâm sự của Linh Ly, ngay từ những ngày đầu mới nổi tiếng anh đã phải gồng mình để thể hiện hình ảnh nam tính. Phải đến hiện tại Linh Ly mới quyết định sống thật với giới tính của bản thân. Sau khi chính thức công khai sống thật với bản ngã bên trong, Linh Ly cởi mở hơn trong việc chia sẻ những câu chuyện về giới tính của mình. Bên cạnh những hình ảnh mặc váy đầy nữ tính, Linh Ly cũng vừa hé lộ việc phải gồng để thể hiện vẻ ngoài nam tính bao năm qua. Theo chia sẻ mới nhất của Linh Ly, kể từ thời điểm bài hát Tạm Biệt Nhé phát hành và được đón nhận, lúc đó anh đã rất nữ tính rồi. Mọi người còn chưa để ý và vẫn còn tiếc nuối hình ảnh này của mình, nhưng mà mọi người vẫn chưa thấy là khẩu hình của mình khi hát đã điệu từ ngày xưa rồi ạ. Và đặc biệt, dù gồng mình nam tính nhưng đoạn cuối bài, sau khi ném viên phấn xuống, đập vai với Phúc Bằng mạnh quá nên mình có nói, úi trời ơi. Xong rồi nhảy tung tăng như con điên xuống bục. Lúc ý là cũng hơi buông rồi nhưng mọi người không để ý kỹ thôi. Còn nhiều điều lắm nên chắc nói sau nhỉ. Linh Ly chia sẻ chuyện gồng để nam tính. Linh Ly chia sẻ chuyện phải gồng để nam tính nhiều năm qua. Chia sẻ lại câu chuyện cũ, Linh Ly muốn mọi người hãy coi hình ảnh của mình ngày xưa là một kỷ niệm đẹp trong ký ức, không có gì thay đổi. Bây giờ, vẫn là Linh của ngày xưa nhưng trong một phiên bản lột xác, Linh bây giờ mới là Linh nè. Video liên quan nhìn ảnh đầy nữ tính của Linh Ly hiện tại. Bên dưới phần bình luận của bài đăng mới này, nhiều người hài hước hỏi Linh Ly rằng không biết bây giờ nên gọi là anh hay chị. Linh Ly đã không ngần ngại khuyên mọi người hãy cứ gọi mình là chị vì hiện tại anh đang sống với giới tính thật của mình. Mới đây để hoàn thiện hơn về ngoại hình, Linh Ly đã quyết định sang Hàn Quốc để tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ. Linh Ly khuyên mọi người mạnh dạn gọi mình là chị VT, theo thế giới trẻ Let's Explore X. Oi.